Hi, chào mừng tất cả quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu về thông tin Bình Định phát triển công nghệ bán dẫn gắn với đô thị sân bay. Thì thông tin này được đăng vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 theo Vietnam Express.net nha. Rồi giờ Tân Phát mời quý anh chị cùng bám sát và theo dõi thông tin này ạ. Bình Định phát triển công nghệ bán dẫn gắn với đô thị sân bay. Khu công nghiệp Hòa Hội huyện Phù Cát được quy hoạch ở phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn gắn với đô thị sân bay. Nội dung được đề cập trong lễ công bố quy hoạch Bình Định thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sáng ngày 23 tháng 12, Chủ tịch Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết quy hoạch tỉnh có 5 trụ cột phát triển gồm công nghiệp, công nghệ cao và công nghệ 4.0, nông lâm nghiệp, thủy sản, logistics, đô thị. Đây là hình ảnh vừa lỡ công bố à. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, là bên tay phải, đây à, trao chứng nhận quyết định phê duyệt quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Bình Định sáng ngày 23 tháng 12, anh Quy Nhơn. Với lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ 4.0, tỉnh chú trọng công nghiệp chế biến chế tạo giá trị cao, trong đó tỉnh tập trung đầu tư cho linh kiện điện tử và bán dẫn, cùng công nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn. Tỉnh sẽ xây dựng đô thị sân bay gắn với khu công nghiệp Hòa Hội ở huyện Phù Cát. Khu công nghiệp này có diện tích 265 hecta ở xã Cát Khanh, nằm bên quốc lộ 1 và cách sân bay Phù Cát, nơi dự kiến được nâng cấp lên cảng hàng không quốc tế, khoảng 8 km. Đô thị sân bay là đô thị thu nhỏ bao gồm sân bay và khu vực dân cư đa chức năng nằm trong và ngoài ranh giới sân bay. Đó, đây là phối cảnh khu công nghiệp Hòa Hội, ảnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nha anh chị. Đó, anh chị có thể xem và tìm hiểu à. Đầu tháng 11, trong chuyến làm việc tại Hàn Quốc, lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nước này đầu tư vào lĩnh vực công nghệ bán dẫn và đất hiếm. Hiện nhiều công ty lớn trong lĩnh vực bán dẫn đã đầu tư nhiều USD vào lĩnh vực bán dẫn ở Việt Nam. Trước khi được quy hoạch phát triển công nghiệp bán dẫn, Bình Định cũng đã phát triển đô thị khu học Quy Hòa với sự ra đời của trung tâm ASIC và các dự án công nghệ thông tin của các công ty như FPT, TMA. Ngoài ra, tỉnh sẽ phát triển các ngành công nghiệp như sản xuất thép, điện gió ngoài trời, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản, sản xuất dược phẩm, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh cũng xác định 3 đột phá gồm đột phá hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông cho phía Bắc nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, cùng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Trong quy hoạch, cấu trúc không gian đô thị phát triển theo mô hình hai vùng
ba cực phát triển và ba hành lang kinh tế. Theo đó, hai vùng kinh tế gồm phân vùng Bắc là đô thị Hội Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hội An, An Lão. Phân vùng Nam gồm Quy Nhơn cùng 6 huyện thị khác. Ba cực phát triển là thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận. Động lực chính, hạt nhân phát triển phía Đông Nam tỉnh, thị xã Hội Nhơn, cửa ngõ phía Bắc, đô thị Tây Sơn, cực phía Tây. Ba hành lang kinh tế gồm Bắc Nam, kinh tế biển và Đông Tây. Đây là hình ảnh chụp nè anh chị. Đó. Đây là đầm Thị Nại. Đây có cái cầu Thị Nại này anh chị. Đó. Đây là quảng trường Quy Nhơn. Đợt vừa rồi là có thả khinh khí cầu này đây, cái khinh khí cầu nha. Đây là các dự án đang xây dựng. Grand Center, khách sạn. Cái này là trung tâm hội nghị. Đây là những tòa ngân hàng. Và mấy gấp bên mình đang khoanh tròn đây là có dự án đang xây dựng, đó là The Ceiling Quy Nhơn. Thì quý anh chị nào đang quan tâm vào dự án The Ceiling Quy Nhơn hoặc là quan tâm một số dự án đất nền, nhà phố, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội thì có thể liên hệ trực tiếp đến Tân Phát để Tân Phát chia sẻ thông tin quý anh chị nắm bắt rõ hơn nha. Rồi tiếp tục vào chủ đề ạ. Thì trong tương lai, Bình Định sẽ có 3 thành phố là thành phố Quy Nhơn, An Nhơn và Hội Nhơn. Trong đó thành phố Quy Nhơn được mở rộng vào phía Đông Bắc, lấn đầm Thị Nại làm trung tâm. Trung tâm hành chính mới của tỉnh sẽ được xây mới tại khu kinh tế Nhân Hội. Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng bản quy hoạch mới được công bố cho tỉnh Bình Định hôm nay là kết quả của việc xây dựng chiến lược sâu rộng, có tầm nhìn xa với sự định hướng từ nghị định, từ nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Mục tiêu đưa tỉnh Bình Định là trở thành điểm đầu tư phát triển kinh tế và văn hóa hàng đầu trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Để thực hiện quy hoạch này, Phó Thủ tướng cho rằng Bình Định cần hợp tác phát triển với các địa phương lân cận, công khai thông tin để thu hút nguồn lực xã hội và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Phạm Linh thì đó là thông tin vừa đăng vào ngày 23 tháng 12 năm 2023. Bình Định phát triển công nghệ bán dẫn gắn với đô thị sân bay. Theo tờ Việt Nam Airbridge hả? Đó thì anh chị nào còn tìm hiểu rõ về thông tin này có thể lên trang báo này để tìm hiểu kỹ hơn. Thì cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả bạn đã quan tâm theo dõi clip chia sẻ của Tân Phát. Thì quý anh chị cảm thấy thông tin này bổ ích thì quý anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân Phát ạ. Và anh chị nào đang quan tâm các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà thương mại, nhà biệt thự, căn hộ, chung cư, đất nền, dự án thì có thể liên hệ đến Tân Phát. Tân Phát sẽ chia sẻ rõ hơn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.